Ba ngày biểu quyết trong Nghị viện Anh khép lại hôm 14 tháng 3, khi các nhà lập pháp quyết định có nên yêu cầu Liên hiệp châu Âu trì hoãn việc Anh rời khỏi EU hay không. Hạ viện hôm 12 tháng 3 biểu quyết áp đảo chống lại các điều khoản được đàm phán của Thủ tướng Theresa May cho Brexit, và tiếp theo đó là một cuộc biểu quyết khác hôm 13 tháng 3, bác bỏ khả năng rời khỏi EU vào ngày 29 tháng 3 mà không có thỏa thuận nào. Nếu biện pháp gia hạn được thông qua, nó sẽ cần thêm sự chấp thuận từ các thành viên EU khác để xúc tiến. Các quan chức EU đã nhiều lần nói rằng họ sẽ cần sự biện giải hợp lý để đồng ý lùi lại thời hạn.